Hi, xin kính chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chương mục bài toán này các bạn. Hôm nay mình nói về tìm quy luật dãy số cắt đều, được chưa? Đây, cái từ cắt đều, đây là dạng thứ nhất của cái bài toán liên quan về tìm quy luật của dãy số, được chưa? Đó, các bạn điền vào đây và điền vào đây. Thì các bạn nhìn nè, bài A nghe quen không? 1, 3, 5, 7, 9. Thì để muốn biết nó cắt đều bao nhiêu thì các bạn lấy số sau nè, trừ số trước hoặc là số sau cộng số trước, được chưa? Đó, các bạn phải tìm quy luật bằng cách là các bạn kiểm tra số trước với số sau, hoặc là kiểm tra số sau đối với số trước, được chưa? Thì mình thấy rằng 3 này trừ 1 bằng mấy ạ? 3 trừ 1 bằng 2 nè. Đó, vậy từ đây lên đây đã tăng thêm 2 đơn vị, ok chưa? Tiếp tục, 5 trừ 3 được 2 nè. Vậy là từ số 3 lên số 5 các bạn cũng cộng thêm 2 đơn vị. Tiếp tục từ 7 trừ 5 thì các bạn được mấy ạ? Được 2. Vậy từ 5 lên 7 các bạn cũng cộng 2 nè. Và từ 7 đến 9 là các bạn lấy 9 trừ 7, lấy số sau trừ số trước thì các bạn thấy rằng nó cũng được ra 2. Ờ, vậy cộng 7. Vậy cái dãy số này nó cắt đều nhau bởi 2, 2, 2, 2. Vậy tiếp tục cái số tiếp theo, thì muốn biết số tiếp theo thì các bạn lấy cái số 9 này cộng thêm 2. 9 cộng 2 bằng 11. Điền 11 vào. Tiếp tục cộng 2 tiếp, 11 mà cộng 2 ra 10, 13. Tiếp tục cộng thêm 2 nữa, vậy ra là 10, 15. Ok chưa? Rồi tương tự bài số B, mình để lại bài C cho các bạn giải nha các bạn. Còn bài B mình tiếp tục nha. Rồi, thì muốn biết tìm quy luật của nó thì các bạn lấy số sau nè, trừ số trước. Tại vì sao ạ? Cái dãy số này là dãy số tăng nên các bạn lấy số sau trừ số trước. Tại sao như vậy? Bởi vì ở lớp nhỏ thì các bạn chỉ biết là lấy số lớn trừ số bé thôi, chưa có biết số bé trừ số lớn nha. Để lấy 10 trừ 5. 10 trừ 5 hay là 10 cộng 5 hay là 10 gì đó, miễn sao các bạn tìm thấy được quy luật mà thôi, được chưa? Rồi, mình thấy 10 trừ 5 ra 5 nè. Tiếp 10, vậy là từ 5 đến 10 là cộng thêm 5. Tiếp tục 10 đến 15, lấy 15 trừ cho 10 sẽ ra 5 nè. Vậy các bạn thấy nó tăng thêm 5. Tiếp tục từ 15 đến 20, lấy 20 trừ 15 nè, ở bằng 5, vậy là tăng thêm 5 nè, thấy chưa? 5 lên 10 tăng thêm 5, 10 lên 15 tăng thêm 5, 15 lên 20 tăng thêm 5. Vậy chắc chắn cái số tiếp theo cũng phải tăng thêm 5. 20 mà tăng thêm 5 là cộng 5, 20 cộng 5 bằng 20, 25. Còn các bạn nào không biết thì lấy 20 cộng 5, 5 cộng 0 bằng 5, 0, 2 không có, viết lại 20, 25. Tiếp tục cộng 5, lấy 25 cộng 5, 5 cộng 5 bằng 10, ghi 0 nhớ 1, 2 cộng 0 là được 2, nhớ 1 nữa là 3, vậy là 30. Tiếp tục cộng 5 vào, thấy chưa? 30 cộng 5 bằng 0 cộng 5 bằng 5, 3 cộng 0 bằng 3, thấy chưa? Vậy 30, 35. Ok chưa? Đó là cách tìm quy luật dãy số cắt đều. Rồi bài C các bạn giải, tự giải giúp mình nha. Sau khi giải các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp mình ba cái số này là số nào nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.